Chào tất cả anh em trên toàn quốc. Hôm nay mình tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng nhập bãi. Lần này mình có về được một lô đục gỗ. Trong này nó có hai mẫu cây đục gỗ, đó là cây 9 ly và cây 15 ly. Đợt này nó về chỉ có cây 9 ly và 15 ly thôi nha anh em. Thì mình phân ra là một bộ là gồm hai cây, cây 9 ly và cây 15 ly. Thì những cây đục gỗ nhập bãi này thì chuyên dụng để anh em ta về anh em đục đẽo đồ mộc, rồi anh em đục tỉa cây cảnh tạo dáng bonsai. Thì cây đục gỗ nhập bãi này tình trạng là còn mới zin, hầu như chưa hề sử dụng. Tổng thể thì cái cây đục gỗ nhập bãi này chiều dài của nó là 22 phân. 22 phân hết nha anh em. Thì cây 9 ly, cây 15 ly. Thì những anh em nào mà chuyên đục tỉa cây cảnh hoặc là sửa chữa những chi tiết đồ mộc nhỏ thì sử dụng cây cỡ nhỏ này là đã đủ xài rồi. Còn những cây lớn hơn thì anh em kiếm bên kênh khác. Hiện tại thì mình chỉ còn cái mẫu 9 ly và 15 ly này thôi. Tình trạng thì những cây này còn zin, chưa xài. Đó, đều có mọc chuyện đầy đủ hết trên cây đục nha anh em. Thì cây đục gỗ nhặt này anh em xem kỹ này ha. Gỗ của nó, chất liệu gỗ của nó, gỗ gỗ nhặt nó rất là chắc chắn. Gỗ này chắc và dai lắm. Khâu của nó là khâu inox nữa nên là nó nhìn nó sáng là đẹp. Đó. Cây nào cây nấy nó làm cũng đồng đều hết. Phải nói là những cây đục gỗ này còn rất là đẹp. Thì mình bán với giá là 100 ngàn chưa phí vận chuyển hai cây đục gỗ như thế này, gồm một cây 9 ly và cây 15 ly. Thì anh em nào có nhu cầu mua về để sửa chữa đồ mộc hoặc là đục tỉa cây cảnh thì liên hệ mình. Xin nhắc lại nhé, giá là 100 ngàn chưa phí vận chuyển hai cây đục gỗ, cây 9 ly và cây 15 ly. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ. Đó. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kết thúc video tại đây. Mình review lại cho anh em xem đó. Hàng về là cây nào cây nấy nó cũng đều giếm như thế này nè. Nó cùng một nhà máy sản xuất ra đó. Còn rất là đẹp. Những tình trạng những cây này còn rất là đẹp. Rồi, xin cảm ơn anh em. Xin kết thúc video tại đây.